Dạ Quyền xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn mình nha. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá chương trình khuyến mãi lễ 2 tháng 9 về tủ lạnh tại Điện Máy Xanh để gọi đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn mình xem tham khảo. Thì cô chú anh chị nào chưa có đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của Quyền nha và nhấn nút vào cái chuông. Đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí, không tốn phí đâu cô chú anh chị bạn mình. Tại vì khi đăng ký kênh, Quyền cập nhật chương trình khuyến mãi giảm giá tại Điện Máy Xanh thì cô chú anh chị mình sẽ nhận được thông báo về điện thoại nè. Đó, để mình có thể xem kịp thời, mua kịp thời trong cái chương trình giảm giá để mà mua được một sản phẩm với giá tốt nhất nha. Rồi, Quyền mời cô chú anh chị bạn mình hãy cùng Quyền, cùng nhau cập nhật giá của tủ lạnh nè tại Điện Máy Xanh trong cái dịp lễ 2 tháng 9 này để mình xem tham khảo nha. Tủ lạnh Toshiba. Rất là nhiều cô chú anh chị mình thích nè, nhất là những bạn học sinh, sinh viên, anh chị nào mà ở trọ thì rất là thích cái mẫu này. Với mức giá chỉ có 4.990.000, giá đã giảm ha. Đó, cực kỳ rẻ luôn, bảo hành 2 năm, có tiết kiệm điện inverter, một ngày không đến 1 ký điện luôn cô chú anh chị bạn mình. Đó, rất là dễ dùng luôn nha. Quyền mở cho cô chú anh chị bạn mình xem. Ở trên đây là ngăn đá nè. Đó, một khay, hai khay bên cánh cửa, khay trong đây và có tặng thêm cái khay làm đá bi. Có nút điều chỉnh nhiệt độ bên dưới. Và ngăn đá, ngăn mát ở đây. Chúng ta sẽ có 3 khay bên cánh cửa và một ngăn cao củ quả, một khay, hai khay. Khăn này có nắp ha. Và nút điều chỉnh phía bên trong. Đó. Rất là tiện lợi cho anh chị mình sử dụng ở nhà trọ hoặc trong phòng. Hoặc là gia đình nào mà có ít người á thì chúng ta sử dụng cái này thì hết sảy con bà bảy luôn. À, 4.990.000 thôi. Quyền hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam, khu vực nào cũng giao hàng được hết. Tại vì chi nhánh của Điện Máy Xanh phủ cả nước. À, bảo hành thì 2 năm nha. Có tiết kiệm điện và tơ một ngày chưa tới ký điện. Nên cô chú chị mình cứ yên tâm và sử dụng nha. Mẫu này của Nhật nha. Sản xuất Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Kế bên chúng ta sẽ có dòng của Awa nè. 4.990 luôn, bằng giá. Cái mẫu này thì lớn hơn xíu là 189 lít. 189 lít, 4.990.000. Đây, cũng bảo hành 2 năm luôn. Đó, Quyền mở cho quý bạn mình xem tham khảo nha. Ở đây là ngăn mát và ngăn đá đây. Đó, cũng có tiết kiệm điện luôn nha. Một ngày không tới ký điện đâu. Đó, cô chú anh chị bạn mình yên tâm. À, Samsung thì chúng ta sẽ có mức giá cao hơn xíu. À, đây là Toshiba, cái dòng lớn hơn xíu. 5.740 ha. Mẫu này 190 lít, cũng giống như cái mẫu bên kia. Và cái mẫu này thì nó lớn hơn xíu thôi. Rồi, bên đây thì chúng ta sẽ đến với dòng của Samsung đang có giảm giá 5.590.000, 208 lít tiết kiệm điện inverter, bảo hành 2 năm, giao hàng toàn quốc nha. Đây, một khay, hai khay và đây làm đá bi. À, đây khay để đồ. Nút điều chỉnh ở dưới. Ngăn đá nha. Và đây ngăn mát đây. 1 2 3 khay bên cánh, 1 khay, 2 khay, 3 khay ngăn củ quả. Rất là đẹp. Bảo hành 2 năm. Màu đen nha. Bên đây Toshiba 233 lít, 6.540.000. Cái tủ này thì chúng ta sẽ có chương trình là bảo hành là 2 năm và sản xuất thì tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Thì Quyền cũng đang chờ một cái chương trình giảm giá sâu hơn để có thể cập nhật cho quý bạn mình về cái tủ này. Tại hiện tại trên web thì hôm nay thì Quyền thấy giảm giá về cái tủ này chỉ còn 5.090.000. Đó. Cái màu dòng mà cái mẫu thứ này, nhưng mà cái mẫu mới á là 253 lít thì nó sẽ màu cái màu xám, màu xanh rêu đen. Đó. Cái mẫu này cũng rất đẹp nha, mẫu này màu đen. Cái mẫu mới 2023 thì cái màu nó mới hơn. À, tại shop thì chưa có hàng trưng bày, phải có là Quyền quay cho cô chú bạn mình xem. Rồi, bên đây Toshiba, cho đến bây giờ là Panasonic cũng của Nhật luôn, 234 lít tiết kiệm điện inverter, một ngày không tới ký điện đâu. Cái mẫu này bảo hành 2 năm, 8.90, giảm còn 8.540.000. Cái mẫu này đạt chuẩn 5 sao luôn nha. Mẫu này của Panasonic nên thương hiệu không cần phải bàn tới. Đây, ngăn đá rất là rộng nha. Còn đây là ngăn mát. 3 khay bên cánh cửa. Ở trong đây chúng ta sẽ ngăn Atkinson. 1 khay, 2 khay và ngăn cao củ quả thôi. Này 2-3 người thì xài ok nha. Panasonic 8.540.000, bảo hành 2 năm. Bên đây thì tủ của LG 8.90, giảm còn 5.290.000. Khá là ok.
Tủ này thì dung tích tổng là 235 lít, dung tích thực là 217 lít nha cô chú bạn mình nha, đạt chuẩn 5 sao tiết kiệm điện inverter luôn. Rất là dễ dùng. Hai khay bên cánh cửa, một khay ngăn nút điều chỉnh nhiệt độ đây. Rất là đẹp nha. Tủ này để ở chợ cũng được nha. Hai ba thành viên là mình sử dụng là thoải mái luôn. Hai cánh cửa có hai khay, ở trong là 1 2 3 và ngăn rau củ quả. 217 lít dung tích sử dụng, còn dung tích tổng là 235 lít. 5.290.000. Liên hệ Quyền để chúng ta sẽ có mức giá tốt hơn nha. Gọi điện cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để chúng ta sẽ cập nhật chính xác hơn về mức giá và cái chương trình khuyến mãi hiện tại nha. Cô chú anh chị mình mua ở đâu cũng vậy, mua dùng Quyền, Quyền cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. 9.390.000, 236 lít của Samsung, tiết kiệm điện inverter chỉ còn 5.890 thôi. Rất là tuyệt vời. Đây. Đây là ngăn đá nha, 1 2 khay. Đây khay làm đá bi. Ở đây là 1 2 3 4 khay ha. Bên cánh cửa ở đây là 1 2 2 3 4 ngăn rau củ quả. Rất là ok ha. Giá giảm rất là sâu về cái tủ này. 5.890.000 thôi tại điện máy xanh. Quyền hỗ trợ giao hàng toàn quốc, từ Bắc vô Nam đều giao hàng được cô chú và mình nha, nên đừng ngại ha. Có nhiều cô chú gọi hỏi Quyền á, điện máy xanh này ở đâu làm việc ở đâu. Nói chung là cái nơi làm việc không quan trọng đâu cô chú bạn mình, tại vì cô chú ở khu vực Hà Nội nè, hay là ở tận Cà Mau nè, hay là ở trên Tây Nguyên, Sapa gì, Bắc Giang gì, Quyền hỗ trợ được hết tại chung hệ thống. Cô chú anh chị mình mua bất cứ món gì bên điện máy xanh, Quyền đều hỗ trợ được hết luôn nha. Đó, giá trị bao nhiêu cũng được hỗ trợ hết bình thường. Tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh là giao hàng toàn quốc hết, bảo hành toàn quốc hết, nên cô chú anh chị mình yên tâm. Cũng như là mua ở cửa hàng Quyền rồi ở khu vực của cô chú bảo hành không được, chuyện đó được bảo hành hoàn toàn, nên cô chú anh chị mình an tâm. Đó, có rất nhiều cô chú mình hỏi điện hỏi Quyền như vậy. Dạ, Quyền nhưng Quyền vẫn hỗ trợ bình thường nha. Mặc dù Quyền vẫn biết là cô chú mình, cô chú có tâm lý là sợ Quyền ở chỗ khác rồi không có bán được cho mình, nhưng thật chất là Quyền hỗ trợ được hết nha. Cái tủ này 10.090.000 giảm còn 6.590.000, giảm 4.400.000. Bảo hành 2 năm, 266 lít nha, của LG, đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Rất là rộng nha. Này tầm khoảng 3-4 người mình xài được bình thường nha, dư dả luôn. 266 lít, hai khay nè, ở đây có khay làm đá bi với khay để đồ. Ở đây 1 2 3 4 ngăn rau củ quả, bên cánh cửa thì sẽ có ba khay lớn. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì cũng cùng với cái kiểu dáng, nhưng mà nó khác cái là ở đây có lấy nước ngoài. Lấy nước ngoài. Ở đây chúng ta đổ nước vô đây thì mình lấy nước ngoài này thôi. Nên cái mức giá nó cao hơn 8.890.000, giá gốc là 11.990.000, bảo hành 2 năm, tiết kiệm điện inverter hết rồi chứ bạn mình nha. Bên đây thì của Samsung, chúng ta sẽ mức giá là giảm cho 4.1 lần nha. 12.590.000 giảm còn 8.490.000. Tủ này 280 lít, tiết kiệm điện inverter, ngăn đá dưới nha. Ngăn đá dưới là một trong những mẫu mới nha cô chú bạn mình nha. Đó, đây ngăn đá trên đây, có ngăn cấp đông mềm chuẩn 1 độ C ở đây. Rau củ quả 1 2 khay. Nút điều chỉnh nhiệt độ, bên cánh cửa có hai khay lớn. Đó. Rất là tuyệt vời. Còn cái mẫu kế bên đây thì cũng y rang vậy luôn. Chúng ta sẽ có lấy nước ngoài nên giá nó sẽ cao hơn 10.90.000. Giá đã giảm nha. Giảm được 2.600.000 nha. Đây cũng vậy, thêm cái lấy nước ngoài thôi. Hầu như là tất cả còn lại thì đều giống nhau. Đây, ở dưới đây. Ngàn đá. Ok ha. Bên đây chúng ta sẽ có tủ của Panasonic 306 lít, đang giảm luôn nha. 12.590.000 giảm còn 11.690.000. Tủ này thì có một cái rất là sang trọng, đó là cái cửa kính cường lực rất đẹp. Cô chú vậy mình thấy Quyền ở trong cái tủ lạnh luôn, thấy không? Rất là sang trọng nha, để trong nhà rất là sang trọng. Hàng của Bana thì không còn phải bàn rồi. Ngàn đá cũng khá là lớn nha. Và dưới đây là ngàn mát. Tha hồ mà chúng ta sử dụng luôn kính chung bằng mình đây. Quá đẹp, 11.690.000.
Bữa nay thì 17 triệu 490 ngàn giảm còn 11 triệu 390 ngàn. Tủ này giảm được 6 triệu 1. Giá trị của tủ này Quyền thấy là thứ nhất là có lấy nước ngoài, thứ hai là có tiết kiệm điện inverter, và thứ ba là có tính năng đá rơi. Có nghĩa là chúng ta sẽ đổ vào nước vào đây nè, và máy sẽ tự động làm đá ở đây, nó sẽ rơi ở đây để chúng ta lấy sử dụng ha. Rất là tiện lợi luôn. Tự động làm đá đây. Đây là ngăn cá, rau củ quả, ốp thịt cá ở đây. Tại vì đây là ngăn đông nha. Trên đây là ngăn cấp đông mềm, âm 1 độ C. Ngăn rau củ quả, 1, 2, 3, nút điều chỉnh. Bên cánh cửa là 1 khay, 2 khay nhỏ hai bên, chỗ để nước, lấy nước ngoài. Và khay đây. Gia đình tầm khoảng 3-4 người sử dụng cái tủ này thì rất là thoải mái rồi. Công nghệ cao, rất đẹp. 17 triệu 490 ngàn giảm còn 11 triệu 390 ngàn. 6 triệu 1 ha, giá giảm. Bên đây LG 315 lít tiết kiệm điện inverter 11 triệu 90 giảm còn 9 triệu 890 ngàn. Đây, tuyệt vời. Rất là rộng nha. Rất là đẹp. Tủ này gia đình nhiều thành viên thì chúng ta xài rất là thoải mái nha. Có tiết kiệm điện inverter, bảo hành 2 năm. Cô chú anh chị bạn mình muốn mua tủ nào cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền, và xin đợi thời gian màn hình nhắn tin Zalo cũng được nha, để Quyền hỗ trợ chi tiết hơn cho cô chú bạn mình nha. Cái tủ này của Panasonic nè, thấy tất tần tật luôn. 13 triệu 490 giảm còn 12 triệu 790. 326 lít tiết kiệm điện water. Rất là rộng nha. Tủ này sang lắm. Rất là rộng. Xài gia đình mình xài rất là thoải mái. Còn nếu mà cô chú anh chị mình muốn tủ lớn hơn, nhiều cánh hơn, lấy nước ngoài hay là làm đá tự động vân vân, 4 cánh bên Quyền cũng có hết luôn nha. Có luôn nha. Đây là 4 cánh. Cái tủ này thì Quyền cũng giới thiệu trong clip trước rồi. 26 triệu 9 nè, 90 ngàn nha. Giảm còn 16 triệu 990 ngàn, giảm đến 9 triệu 1. Lấy nước ngoài, bảng điều khiển bên ngoài, 4 cánh. Quyền mở cho cô chú bạn mình xem. Rất là đẹp. Thật sự rất là đẹp nha. Còn ở dưới đây hai cánh, ví dụ như ốp thịt cá bên đây, bên đây thì chúng ta sẽ làm đá, và là ốp thịt cá bên đây làm đá thì nó sẽ không bị lẫn mùi. Còn ví dụ như của chú chị bạn mình xài á, này mình muốn lấy đá ra thôi thì mình chỉ mở một cánh cửa này thôi đó, rồi mình lấy ra đóng lại thì tất cả các cánh cửa còn lại nó không bị thoát hơi lạnh ra. Như vậy thì nó sẽ tích ít tốn điện để làm lạnh lại cái không khí thoát hơn. Ví dụ như cái tủ này đi, mở ra thì nguyên dãy ở đây nó sẽ thoát hơi lạnh ra đó. Thì mình khi mình đóng lại thì cái tủ lạnh nó sẽ cần có một năng lượng điện để làm lạnh lại cái luồng không khí mới thoát ra. Còn bên đây thì nó sẽ thoát ít hơn nè. Mở đây có nhiều đây, bên đây nó vẫn còn nguyên, ở trên đây nó cũng vậy đó, nó sẽ tiện lợi hơn. Ở đây bảng điều khiển bên đây. Nhưng mà mỗi cô chú chị mình có một cái sở thích khác nhau. Ví dụ mở cái một lấy đồ ra từ trên đến dưới được, còn bên đó thì phải mở từng ngang. Nó sẽ có một cái tiện lợi, một ưu nhược điểm khác nhau. Tủ này thì giảm 4 triệu rưỡi, giảm còn 15 triệu 990 ngàn, giá đã giảm. Tủ này rất là xịn nha, kính cường lực đó, đặt chuẩn 5 sao, 28 triệu 90 giảm còn 27 triệu 390 ngàn. Tủ này Quyền cũng bán được 2 cái rồi nha. Rất là đẹp, rất là sang nha. Quyền cũng rất là thích, nhưng mà Quyền hiện tại là vẫn chưa có đủ điều kiện để mua sử dụng thôi. Tủ này dành cho những vị đại gia. Bên đây là làm đá nè, bên đây là ốp thịt cá nè, nó sẽ có 4 cánh rất là tiện lợi. Xài cái tủ này là rất là sang, không cần phải bàn rồi. Thương hiệu Sáp, bảo hành là 2 năm. Rất là đẹp nha. Kính cường lực, nhập khẩu Thái. Còn bên đây của Samsung giảm 7 triệu 9. Ở đây thì chúng ta sẽ mức giá là 22 triệu 9 giảm còn 14 triệu 990 ngàn. Đây là ngăn đá nha. Còn bên đây là ngăn mát. Rất là rộng nha. Tủ này thì còn có một màu nữa, đó là một màu màu đen, màu xám. Tủ này tới 600 mấy chục lít là cho chúng bạn mình. 655 lít. Đây. Tuyệt vời. Rồi cô chú anh chị nào thích mẫu tủ lạnh nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền nha.
Vậy là Quyền vừa cập nhật cho cô chú, anh chị và các bạn mình xem tham khảo về giá của dòng tủ lạnh tại Điện Máy Xanh trong dịp lễ 2 tháng 9 này. Thì rất mong video này sẽ mang lại hữu ích cho cô chú, anh chị, bạn mình có một video tham khảo. Thì cô chú, anh chị mình mua đâu cũng vậy, mua dùm Quyền. Quyền cảm ơn cô chú, anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi là cuối, Quyền không biết nói gì hơn, đó là lời cảm ơn Quyền gọi đến tất cả cô chú, anh chị mình. Chúc cô chú, anh chị mình thật nhiều sức khỏe và thành công trong năm 2023 này. Kiếm thật là nhiều tiền nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và bạn mình trong các video sau. Bye bye.